Sau đây là nội dung chi tiết của phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 14. Ngay sau đây, phóng viên Võ Vân sẽ tường thuật rõ hơn về nội dung cũng như những diễn biến của cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố kỳ này tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa quý vị, kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 đang diễn ra bên trong hội trường này. Kỳ họp lần này sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7. Trọng tâm của cuộc họp lần này sẽ xoáy vào vấn đề tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm cũng như là kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng sẽ nghe báo cáo về tình hình Biển Đông. Đặc biệt là trong cuộc họp lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ có báo cáo về công tác tổ chức lập và quản lý quy hoạch đô thị. Trong phiên sáng nay thì đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tính đã có báo cáo về công tác quản lý đô thị. Theo số liệu của Ủy ban thì tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có 536 dự án bất động sản bị thu hồi và với tổng diện tích là gần 5.400 hecta. Có những cái yếu tố chủ quan mà chúng ta thấy rất rõ, đó là khi chúng ta chọn cái chủ đầu tư thì chúng ta chưa xem xét đầy đủ cái năng lực của chủ đầu tư. Mặt khác thì chúng ta cũng thấy rằng có những chủ đầu tư thì có cái hiện tượng là xí phần. Các dự án đã thuận địa điểm rồi, đã giao đất cho chủ đầu tư rồi, nhưng mà cái tiến độ triển khai rất là chậm. Và cái triển khai này chậm đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân trong cái khu quy hoạch đó. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đã có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Trong đó có nhiều chỉ số kinh tế đáng quan tâm, ví dụ như là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm có tăng mạnh hơn so với cùng kỳ 2 năm liền trước đó. Tuy nhiên, vẫn còn những chỉ số khác khiến nhiều đại biểu quan tâm, ví dụ như là kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng không mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là kim ngạch nhập khẩu giảm 2%. Trong phiên làm việc sáng mai 9 tháng 7, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tình hình Biển Đông. Sau đó, các đại biểu sẽ có phiên thảo luận về vấn đề này. Đặc biệt là trong phiên làm việc buổi chiều mai 9 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần đầu tiên báo cáo về công tác giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính của thành phố trong vòng 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, trước khi bắt đầu những phiên họp thảo luận và trả lời chất vấn Hội đồng Nhân dân trong 2 ngày làm việc tiếp theo. Cũng liên quan đến phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sáng nay ngày 8 tháng 7, phóng viên Võ Vân FBNC đã có cuộc trao đổi ngắn với đại biểu Văn Đức Mười, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 xung quanh các chỉ số kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, trọng tâm của cuộc họp lần này. Thưa ông, trong chỉ tiêu kinh tế 6 tháng thì có những cái điểm đáng chú ý, ví dụ như là GDP có tăng trưởng so với lại cùng kỳ. Tuy nhiên rằng là những cái chỉ số khác tăng trưởng khá là chậm so với năm ngoái, đặc biệt là nhập khẩu. Ông có cái chất vấn hay là cái đề xuất gì nhân cái cuộc họp này ạ? Chúng ta biết rằng GDP trong toàn quốc dự báo cho cái 6 tháng đầu năm chúng ta đạt 5,18%. Và với cái chỉ số CPI đạt được là 4,77. Đó là một cái chỉ số mà thấp nhất trong 13 năm qua. Tôi nghĩ rằng điều đó là điều chúng ta rất là phấn khởi khi kinh tế vĩ mô nó được ổn định. Nhưng mà cũng là một điều đáng lo khi mà cái sức cầu nó còn rất yếu. Nó làm cho tổng cầu của thị trường có những cái hạn chế nhất định. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta với 8,2% GDP phát triển và thu ngân sách chúng ta đạt được hơn 127.000 tỷ đồng. Với một cái chỉ số khá là ấn tượng là 54% của tổng thu. Đó là cái điều chúng ta thấy rằng các chỉ số kinh tế và cái điều kiện kinh tế của thành phố có cái dấu hiệu phục hồi là khá tốt, khá mạnh. Tuy nhiên có những cái điều mà chúng ta cũng cần phải đo lường và quan tâm đến để chúng ta chuẩn bị cho cái 6 tháng cuối năm và những năm tới. Từ khi mà giàn khoan 981 xâm phạm vào lãnh thổ chúng ta, có gây đến những cái ảnh hưởng nhất định và điều đó nó làm cho cái hoạt động kinh tế xã hội nó gần như trong cái điều kiện chung nó bị cái ảnh hưởng.
Thưa ông, một trong những cái con số đáng e ngại đối với các đại biểu đó là hiện hơn 20% nguyên liệu nhập khẩu của chúng ta đang phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là nguyên phụ liệu cho ngành dệt may và da giày. Thì ông có những cái quan ngại tương tự hay không, và cần có những cái giải pháp như thế nào, và ông muốn chất vấn với lại ủy ban trong cái kỳ họp lần này ạ? Tôi nghĩ rằng với cái nguyên phụ liệu chúng ta đang bị lệ thuộc vào cái thị trường của Trung Quốc, đến giờ phút này thì các đơn vị đã có được những cái phương cách riêng của mình. Tuy rằng cái chi phí đầu vào nó tăng hơn một chút, nhưng mà đã có được cái phương cách để lưu thông tốt cái dòng chảy về nguyên liệu. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta gần như là tự chủ được cái phần nguyên liệu này, để đảm bảo cho khi thực thi cái hiệp ước TPP nó được đảm bảo. Và tôi nghĩ rằng điều này cho đến giờ phút này, khối doanh nghiệp khi mà chúng tôi ngồi bàn lại với nhau, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin rằng là chúng ta không phải lo ngại khi mà cái những cái sự khắt khe, những cái sự siết chặt của cái thị trường Trung Quốc về mặt nguyên liệu đến với chúng ta. 6 tháng đầu năm cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng còn khá là thấp so với lại kỳ vọng. Mặc dù là thành phố đã nỗ lực rất là nhiều trong cái việc là xúc tiến cũng như là kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Ông có một cái e ngại nào về cái vấn đề về tăng trưởng, về tốc độ tăng trưởng như là cái khả năng vay vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ạ? Hiện nay nói chung các cái doanh nghiệp thì họ đã tính toán được cái nguồn vốn tính lưu chuyển của mình. Cái khó bây giờ không phải là vốn, mà khó bây giờ là thị trường. Khi mà thị trường tăng trưởng thì cái sự thúc đẩy về cái vốn lưu chuyển nó mới được hấp thụ mạnh. Hiện nay thì các doanh nghiệp đang dè sẻn trong cái sử dụng đồng vốn của mình. Một mặt đồng vốn tự lực, một mặt thì đồng vốn là được hấp thu theo một cái tính toán mà một cách đúng mức. Như vậy thì ở đây hiện nay chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là đầu vào của chúng ta như thế nào và cái thị trường được khởi động như thế nào. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Thưa quý vị, cuối tuần qua các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP đã bước vào giai đoạn tăng tốc khi các nhà đàm phán chủ chốt của 12 nước tiến hành thảo luận cấp chuyên viên. Tham gia đàm phán Hiệp định TPP hiện có 12 nước là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các cuộc đàm phán trên là một phần trong hội nghị bất thường kéo dài 10 ngày kể từ ngày 3 tháng 7 tại Ottawa, Canada, đề cập đến vấn đề luật pháp, thể chế cũng như thị trường lao động. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận khung TPP vào tháng 11 năm 2014. Các cuộc đàm phán TPP đã bị trì hoãn một phần do bất đồng giữa Nhật Bản và Mỹ liên quan đến vấn đề thuế quan. Nếu được thực thi, TPP sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn, chiếm gần 40% GDP toàn cầu và 1/3 tổng lượng thương mại thế giới. Thưa quý vị, theo tin từ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản NAFICAT, Ủy ban châu Âu vừa thông báo sẽ tiến hành thanh tra để đánh giá hệ thống kiểm soát sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9 tới. NAFICAT yêu cầu các chi cục cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương khẩn trương rà soát danh sách các cơ sở thu mua, sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn. Các địa phương phải tăng cường kiểm soát thu hoạch, cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho tất cả các lô nhuyễn thể hai mảnh vỏ thu hoạch từ địa phương. Các doanh nghiệp chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU cần tiến hành rà soát, khắc phục các lỗi về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời lập hồ sơ đầy đủ về các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ bị EU cảnh báo từ tháng 1 năm 2012 đến nay nếu có. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang các thị trường đạt khoảng 30 triệu đô la Mỹ, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Hôm qua, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã công bố kết quả thanh tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở buôn bán sản xuất thực phẩm chức năng trong cả nước. Theo đó, có đến gần 50% số cơ sở được kiểm tra có phát hiện vi phạm. Đây là đợt thanh tra toàn diện của các đoàn thanh kiểm tra tại hơn 4.500 cơ sở sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng thuộc 50 tỉnh thành trên cả nước. Kết quả cho thấy, trong thời gian từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, cơ quan kiểm tra đã phát hiện gần 2.000 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm gần 44%. Trong đó, đa số các vi phạm là vi phạm quy định về sức khỏe, kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người tham gia sản xuất kinh doanh, vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã lấy kiểm nghiệm 97 mẫu, trong đó 17 mẫu bị phát hiện có hàm lượng một số chất không đạt so với công bố. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 2 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính.
ngành da giày Việt Nam loay hoay với bài toán giải quyết chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel xin giảm cước di động ngoại mạng bằng nội mạng để kích thích tiêu dùng.